Chị thấy ngon là tôi vui rồi. Chị Thư, chị có điều gì muốn nói với tôi phải không? Từ nãy giờ nhìn nét mặt của chị, tôi cảm thấy như có điều gì muốn nói. Thật ra lần trước làm từ thiện ở bệnh viện, tôi thấy chị có nói chuyện với một cô bé. Cô bé đó tên là Vi. Cô bé đó là chị của con dâu tôi, mà cũng là người quen của tôi nữa. Chị với cô bé đó làm sao mà quen nhau vậy? Dạ, lúc đó tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng đã biết rằng quan hệ giữa hai người rất là thân thiết. Chị à, quan hệ của hai người là như thế nào vậy? Dạ, chỉ là tình cờ thôi. Tôi biết cô bé đó từ nhỏ lận. Thật ra thì hôm đó tôi có thể tới chào hỏi hai người, nhưng mà kỳ lạ quá, tôi không thể nào làm như vậy được. Vi là con gái của bạn thân tôi. Con gái của bạn chị? Không lẽ chị là bạn của bà Suya nhà tôi sao? Dạ không, không phải người đó mà là mẹ ruột của Vi. Mẹ ruột của Vi đã mất rồi. Chị nói chị biết bé Vi từ nhỏ, vậy chắc là chị phải biết rõ hoàn cảnh của Vi chứ. Mẹ ruột của Vi đã mất trước đây là bạn của tôi. À, chuyện này thì tôi chưa được biết. Đương nhiên là chị không thể biết được rồi. Tôi có nghe cháu Vi nó kể về chị, nhưng để mở lời trước nói cũng không tiện, nên tôi chưa kịp nói với chị thôi. Thì ra là như vậy. Trái đất này đúng là nhỏ thật. Mẹ ruột của Vi là bạn thân của chị. Tôi quý cháu Vi lắm, bởi vì cháu Vi là một đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn mà. Nó giống người bạn đã mất của tôi nhiều lắm. À, dạ, đột nhiên tôi muốn biết mẹ ruột của Vi là người như thế nào à? Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Nghĩ tới bạn là lòng tôi cảm thấy buồn đó. Dạ. Duyên số con người kể cũng lạ. Thật tình thì tôi không biết là quan hệ của chị với lại mẹ của bé Vi là như vậy. Đúng là duyên số thật khó nói, nhưng cũng đáng sợ lắm chị à. Tôi mong muốn mối duyên giữa tôi với chị á mãi mãi là mối duyên tốt. Tôi nói thật lòng đó. Chị Nguyên là bạn của mẹ ruột con Vi. Làm sao lại có chuyện này được ta? Bởi vậy không còn cách nào khác, cô đành phải nói chuyện cô với cháu rồi. Cô không có nói gì cụ thể nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ, cháu biết rồi, cháu không lo đâu. Cảm ơn cô. Dạ, để con đưa thêm cho ba. Dạo này xăng nó tăng giá quá, giá cả thì cũng tăng giọt. Nhiều đây đâu có đủ nhậu nhẹt. Bà có thủy lúc này không cho ba tiền thì khổ ghê. Ủa cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Dạ. Không có nhiều đâu ạ, nhưng mà bác cứ cầm gặp bạn bè uống rượu bác ha. Mắc mớ gì tôi phải cầm cái này của cậu?
Thì bác nói là nhận con là con trai rồi mà. Thì mà bác ơi, từ bây giờ khi nào cần tiền bác đừng nói với Hiền, có gì cứ nói thẳng với con ấy. Đàn ông con trai ba cái vụ này hay hơn, đúng không bác? Đúng là cậu xử sự như đàn ông. À. Ê, nhưng mà có cái tiền này vậy không biết có ai nói gì tôi không nữa à. Bây giờ đủ người hết rồi, không còn chỗ đâu. Với lại cậu chưa có bằng cấp thì kiếm việc làm ở phía này khó lắm. Trước hết cậu cứ thi lấy bằng đầu bếp đã, rồi hãy xin việc gì thì xin. Em đói bụng không? Tụi mình ăn tối đi. Hôm nay là món học ở trường đó, em ăn thử đi coi có ngon không. Em chưa đói lắm. Em vẫn còn giận anh sao? Thủy à, từ giờ mình phải đứng lên bằng sức lực của mình. Mình không thể nào nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ hoài được. Anh nghĩ em có vui vẻ gì khi phải nhận sự giúp đỡ của ba mẹ không? Nhưng mà hiện giờ điều kiện của mình không đủ thì biết phải làm sao? Có bao giờ anh nghĩ đến lòng em không? Em hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến lòng em hồi hộp như thế nào mỗi khi trời mưa không? Anh không muốn về cũng được, em về một mình. Anh muốn tới thì tới, không thì thôi, muốn làm gì thì làm. Trên ràng hoàng không nữa. Các con đi, ráng sống cho tốt. Mấy con mà có sống tốt thì mẹ mới yên lòng được. Duyên số con người ta thì đúng là khó nói được. Sao vậy mẹ? Con có nhớ cô phụ trách hội tình thương của mẹ phải không? Ừ, con biết. Hình như là lần trước đi hội chợ từ thiện á, con đã gặp cổ rồi mà. Cô đó là bạn thân của mẹ ruột con Vi. Thiệt không mẹ? Đúng là duyên số con người khó mà đoán được. Mà làm sao có chuyện nói được ta? Có nhớ chị Nguyên phụ trách không? Ừ. Anh không ăn nữa hả? Thôi, anh đi nghỉ trước đây. Mẹ, mày kể tiếp đi. Hay thiệt đó. Hay gì mà hay, mẹ thấy rất là bất ngờ đó. Vậy ra phụ trách hội tình thương là bạn của Lan sao? Không thể được. Làm sao lại có chuyện như vậy? Nghĩ lại mới thấy đúng là mặt rất quen. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Thank you.
có nước trà với trái cây, anh ra ăn đi. Không, anh phải tới công ty bây giờ. Bây giờ khuya rồi mà, anh lên công ty làm gì? Ừ, anh để quên tài liệu ở đó. Anh nói bạn của Lan hay gặp gỡ công Di sao? Lại còn quan hệ rất gần gũi với chị Thư nữa. Có khi nào cô ta cố tình tiếp cận chị Thư không? Vẫn chưa biết được. Nhưng chắc chắn con người này biết tất cả chuyện quá khứ của tôi và Lan, biết đến từng chi tiết nhỏ nhất, cho nên không khác nào một trái bom nổ chậm. Có lẽ cuốn nhật ký mà thằng Khánh nói cũng chính do con người này đưa cho con Vi. Dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng không thể để cho người này tiếp tục ở bên cạnh chị Thư. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu để người này ở bên cạnh vợ tôi thì sẽ không ai biết được cô ta sẽ còn nói tới chuyện gì nữa. Nhưng mà làm sao người đó lại tìm được con Vi chứ? Biết đâu trước khi mất, Lan có nói cho cô ta biết chỗ ở sau này của công ty. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng. Rõ ràng nếu cứ để cô ta ở cạnh vợ tôi thì cô ta sẽ nhớ chuyện của tôi và Lan. Phải tìm hiểu mục đích cô ta ở cạnh vợ tôi là ý gì nữa. Anh đừng lo, để tôi đi gặp cô ta. Không được đâu, tôi phải đi gặp trực tiếp. Như vậy quá nguy hiểm. Anh tính gặp cô ta rồi sẽ dự định làm gì? Cô ta là bạn học đồng niên đồng khóa với tôi ở trường đại học, nên biết rất rõ về tôi. Tính né là điều không tốt đâu. Nếu anh tìm gặp sẽ làm cho cô ta tức giận thêm thôi. Phải để tôi gặp trực tiếp, dò xét ý đồ cô ta ở cạnh vợ tôi và cô ta gặp gỡ con Vi với mục đích gì. Mẹ không ngủ hả? Ba con chưa có về. Ba con nói là để quên tài liệu quan trọng về công ty đó. Không biết ba quên tài liệu gì mà quan trọng như vậy. Nếu mà quên á thì nhờ thư ký lấy cũng được mà mẹ. Chắc là bây giờ mọi người về hết rồi. Nếu như ba con kêu lại thì ba con thấy áy náy đó mà. Con xuống đây làm gì vậy? Mẹ lấy nước gì cho con uống nha. Dạ thôi, để tự con lấy. Thấy bà chủ tịch muốn biết về Lan á, nên cô nói luôn rồi. Cô á cô, cháu là Vi đây. Cô chưa ngủ á cô? Cháu muốn nhờ cô trước, lỡ sau này có chuyện gì thì cô đừng nói gì với cô Thư về mối quan hệ của cháu với người đó nha cô. Cô cũng không ký đó đâu.
Bây giờ cô cũng đang hối hận vì chuyện đã nói hôm nay đây. Phải chi cứ nói lòng vòng cho qua với bà chủ tịch á, có phải được hơn không? Cô cũng biết bà chủ tịch là người tốt mà, không có liên quan gì tới mẹ cháu. Hơn nữa, nhìn ở một khía cạnh nào khác thì bà chủ tịch cũng là người bị hại. Cháu không muốn bà ấy bị tổn thương. Ừ, cô biết rồi. Cháu chỉ tin có mỗi một mình cô thôi. Chào Nguyên. Hôm trước gặp ở hội chợ từ thiện cùng với bà xã, tôi đã không kịp nhận ra. Nhưng sao lúc đó Nguyên không lên tiếng trước? Lâu lắm rồi. Rất vui gặp lại Nguyên. Tôi nghĩ chúng ta không tới mức phải mừng rỡ để chào hỏi nhau đâu. Cứ coi như không quen biết mà sống, có lẽ tốt hơn đó. Vẫn như ngày nào, tôi nhớ hồi ở trường đại học, lúc nào Nguyên cũng lạnh lùng với tôi. Hay là mình đi kiếm chỗ nào uống nước một chút đi. Tôi có hẹn rồi. Chỉ một chút thôi mà. Chuyện anh muốn nói là gì vậy? Tôi sẽ không phải vòng vo. Tôi muốn hỏi Nguyên, Nguyên gặp vợ tôi là có ý đồ gì? Ý đồ là sao? Anh nghĩ tôi gặp bà chủ tịch là có mục đích gì hả? Nếu như không có thì là tốt rồi. Anh vẫn trơ trẽn và ích kỷ như xưa. Làm đó. Tôi không muốn nghe nhắc đến cái tên đó nữa. Mà hôm nay tôi gặp Nguyên cũng không phải là để nói chuyện đó. Anh hay thiệt đó. Anh là con người dám sức bỏ cả giọt máu của mình mà. Thôi được. Hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tất cả mọi chuyện. Nhưng bù lại, tôi có một việc muốn nhờ Nguyên. Đó là tôi muốn kể từ bây giờ Nguyên đừng gặp vợ tôi nữa. Làm như vậy là vì vợ tôi, vì Vi, vì tất cả mọi người. Coi bộ anh đứng ngồi không yên khi thấy tôi gặp vợ anh hả? Cô ấy là người tốt và là người tôi phải che chở. Tình yêu của anh với vợ dữ dội quá. Thôi được rồi, coi như Nguyên đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi về trước đây. Nếu như tôi từ chối thì sao? Tôi nhớ hồi học đại học, Nguyên rất thông minh. Hy vọng là trí nhớ của tôi không tồi. Nếu không nhớ được điều đó thì chắc là đã không có cuộc gặp mặt hôm nay. Mình khinh rẻ tới mức ghê tởm con người đó, nhưng không thể làm tổn thương bà chủ tịch được. Phải, dù mình không muốn công nhận, nhưng có lẽ đúng theo lời Tinh Cường nói, rời khỏi bà chủ tịch thật sự là con đường tốt cho bé Vi và bà chủ tịch. Dạ, chào chị. Chị nói sao? Từ hôm nay chị phụ trách sẽ không làm việc nữa à? Sao lại đột ngột vậy? Dạ, tôi biết rồi. Để tôi thử điện thoại xem chị thì thế nào nha.
Cảm ơn. Đừng có hiểu lầm, Vi đến nhà thờ là vì... Khanh không hiểu lầm đâu, Vi đừng có lo. Mỗi lần có công việc gì khó khăn hay muốn cầu nguyện một điều gì đó, đến những nơi này là bình thường mà. Vi nghe nói Khanh với bé Thủy đã dọn ra ngoài sống riêng rồi phải không? Mà Khanh cũng không làm ở công ty nữa. Bây giờ Khanh là người tự do rồi. Và quyết định đó cũng không phải dễ dàng đúng không? Dễ hơn là Khanh tưởng. Khi lòng đã trống rỗng rồi thì dễ dàng quyết định hơn. Vì đang thắc mắc muốn biết tại sao Khanh lại bỏ nhà đi phải không? Khanh muốn rời khỏi ba. Mình không thể sống yếu ớt trong vòng tay của ba hoài được. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Chỉ vì Khanh muốn được tự lập à? Còn lý do nào nữa chứ? Với lại Khanh có chuyện này muốn nói với Vi từ lâu lắm rồi. Tụi mình cứ cư xử với nhau một cách thoải mái hơn. Cứ xem nhau là bạn bè. À không, nếu như cảm thấy bất tiện thì hãy xem nhau như chị vợ em rể cũng được. Để cho mỗi lần chúng ta gặp nhau một cách dễ dàng, thẳng thắn hơn. Vì cảm ơn Khanh vì đã ngỏ lời nói trước chuyện này. Kinh doanh phở của Vi dạo này thế nào rồi? Ừ, thì Vi cũng đang ráng làm đây. Khanh chúc Vi kinh doanh thành công và đạt được mục tiêu của mình. Khanh nói thiệt đó. Khanh đi trước đây, Khanh phải đi kiếm việc làm. Gặp lại Vi sau nha. Khanh à, Vi muốn cảm ơn Khanh. Cảm ơn về tất cả mọi chuyện. Đêm qua anh nhận được điện thoại của mẹ. Anh thấy mẹ có vẻ sốt ruột về chuyện tại sao tụi mình không lo làm đám cưới sớm. Anh biết không, lần trước đi qua Pháp á, mẹ cũng nói vậy á. Mà về phần em á, những công việc quan trọng em cũng đã làm xong hết rồi. Vậy thì mình hỏi ý kiến của ba mẹ, chọn ngày cưới cho tụi mình nha. Anh suy nghĩ kỹ mấy ngày nay rồi. Chuyện về nhà em ở chắc là không được đâu. Chuyện đó mình đã nói xong rồi mà. Tụi mình nhờ mẹ giúp đỡ đi. Tụi mình nhận sự giúp đỡ của mẹ để chuyển sang căn nhà khác tốt hơn. Còn em thì nghĩ luôn công việc buôn bán hiện tại của mình đi. Chuyện buôn bán em làm tiếp được. Không, em nói đúng. Thời gian qua anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh chỉ nghĩ đến tình cảm tâm trạng của anh mà để cho em vất vả như thế này.
Cảm ơn anh vì em mà đã quyết định chuyện này. Chuyện gì mà em thở dài vậy? Em nghe nói là chị phụ trách của hội tình thương có gọi điện cho chị Ly, thông báo là xin từ chức. Em cũng thử gọi điện cho chị xem là lý do gì sao, nhưng mà em không liên lạc được. Không biết là có chuyện gì xảy ra với chị hay không nữa. Chắc là mai mốt người ta cũng sẽ liên lạc với em chứ gì. Hay là gia đình của chị có chuyện gì? Mong là không có chuyện gì nghiêm trọng. Mình sẽ phân phối sản phẩm như thế nào hả Vi? Vi nói đi. Nhìn Vi có vẻ mệt mỏi quá. Mình ngưng lại ở đây, Vi về nhà nghỉ đi. Vi không sao. Mình phải có hộp nhựa cho sản phẩm phở hả anh Thiện? Vi không sao thiệt không? Vi đã nói là Vi không sao rồi mà. Nhưng trước tiên anh để em tự làm. Vi cứ ngồi yên ở đó. Mình phải cho sản phẩm phân phối ra các siêu thị lớn cái đã. Đã nói là cứ nghỉ ngơi đi mà. Ngày mai là cuối tuần rồi, Vi đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ đi. Nhưng ngày mai có tổ chức ăn thử ở siêu thị mà. Chuyện đó Vi khỏi phải lo. Để tôi với Hà tự tiến hành cho ăn thử được rồi. Vi đã nói là Vi không sao. Vi nghe lời tôi đi. Đây là lệnh của giám đốc đó. Ngày mai Vi nghỉ đi. Em nghe nói là chị phụ trách của hội tình thương có gọi điện cho chị Ly, thông báo là xin từ chức. Em cũng thử gọi điện cho chị xem là lý do gì sao, nhưng mà em không liên lạc được. Không biết là có chuyện gì xảy ra với chị hay không nữa. Cô ta đã hiểu được điều mình muốn. Như vậy là tốt. Tại vì sao chú đặt tên cho sản phẩm phở hương Việt có tên là mùi gò gai? Đâu cho ngửi thử xem coi nó có mùi gì không. Đúng, không có mùi gì hết. Đúng ra là nó không có mùi vị đặc trưng như là những thứ rau mùi khác, nhưng mà một tô phở không thể thiếu ngò gai. Thiếu ngò gai người ta thấy như cái tô phở đó nó không đầy đủ hương vị. Chưa đông chưa ghiền luôn mùi gò gai là như vậy. Chú ơi, cháu có cảm giác chính chú mới là mùi hương đó. Mùi thơm của cây rau này nè, lặng lẽ như không có, nhưng không có nó là không được. Chú làm cho cháu có cảm giác như thể mùi hương đó chính là sự hiện diện của chú, của bà Năm trong cuộc đời của cháu. Vì
Hôm nay Vi không tới đâu. Nhìn Vi có vẻ mệt quá nên tôi đã kêu cô ấy nghỉ hôm nay rồi. Tôi đã nói Vi nghỉ rồi mà. Vi khỏe ra à, nghỉ làm gì? Lời của giám đốc cũng không có hiệu lực gì với Vi hay sao? Mọi chuyện ở đây tôi tự giải quyết được, Vi đi về lẹ đi. Nhưng Vi là người phụ trách, Vi sẽ làm. Hai người sao vậy? Khách người ta nhìn kìa. Anh biết tính của nhỏ Vi á, vốn cứng đầu mà. Bộ anh tưởng anh nói nó nghỉ ở nhà là nó sẽ nghỉ hay sao? Bởi vậy nên tôi mới bực. Sức khỏe của mình không lo thì ai lo cho chứ? Nếu nhỏ Vi á mà quan tâm tới sức khỏe của nó thì công ty của mình sẽ không được như vậy đâu. Kinh doanh tốt để làm gì? Xong xuôi rồi sức khỏe không có, có phải là vô ích không? Anh Thiện yên tâm, sức khỏe của nó tốt lắm. Khỏe cái gì mà khỏe? Ngày nào cũng yếu xìu, rồi còn chảy máu mũi nữa chứ. Cứ mỗi lần nhìn thấy Vi là tôi thấy hồi hộp rồi. Tóm lại, cứ thử không nghe lời tôi lần nữa coi. Tới lúc đó cho nghỉ việc, đừng có trách. Sao Hà lại cười? Không có gì. Giám đốc mình hôm nay làm sao vậy? Sao mà Hà cười? Người ta đang bực mình muốn chết đây nè. Có thiệt là Vi không biết tại sao anh Thiện lại như vậy không? Làm sao mà Vi biết được? Nhỏ này vẫn khờ như hồi đi học vậy đó. Anh Thiện thích Vi, ảnh thích Vi á, cho nên mới quan tâm lo lắng rồi nổi cáo lên. Không phải như vậy đâu, Vi với anh Thiện chỉ là công việc thôi mà. Đó là Vi nghĩ thôi, nhưng mà theo Hà thấy á, thì anh Thiện thích Vi, rất thích Vi. Tuy ảnh nói là sẽ nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng thật sự khuôn mặt ảnh lại không muốn như vậy. Hay là mình nói ảnh thôi đi. Không được. Nếu như thôi không lẽ mình phải ở cái nhà đó suốt đời sao? Anh đã không muốn tới mức như vậy rồi, mình ở nhà đẹp để làm gì ta? Anh hả? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Hay là thôi, mình đừng nhờ mẹ giúp nữa nha. Em chỉ nói vậy thôi, chứ em đâu có ý gì đâu. Mình cứ để dành tiền bằng sức của mình, rồi sau này mình chuyển nhà cũng được. Lúc đó mình sẽ ngẩng cao đầu để nhìn mẹ. Ha anh ha. Anh không sao đâu, tụi mình nhờ mẹ giúp cũng được mà. Dạ không, em không có ý gì đâu. Thôi anh đừng gọi cho mẹ nữa nha. Em có khách, em cúp máy nha. Gọi không được hả em? Em điện thoại hoài mà sao không liên lạc được? Sao chị không nhấc máy ta? Không biết là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với chị không nữa. Chắc cô ấy có lý do riêng nên mới xin nghỉ việc. Em cứ gọi hoài coi chừng khó xử cho người ta đó.
Nhưng mà dù sao em cũng là chủ tịch hội, em phải nghe để biết chị đang có sự tình gì chứ. Thôi em đừng gọi nữa, đi hóng gió với anh một chút nha. Anh nói với em là có hẹn đi tập mà. Bị quỷ rồi. Mình đi hóng gió rồi đi ăn tối luôn nha. Chờ chút xíu, em thay đồ xong liền. Rồi, em dọn dẹp đi, con nó rời đi công viên nè. Làm sao bây giờ, đơn đặt hàng nhiều quá, chắc là em không thể đi được rồi. Con trai nè, mẹ xin lỗi con nha, con đi công viên với ba vui nha con. Công việc nhiều vậy sao? Dạ, em xin lỗi. Con nè, má bận rồi, bây giờ hai cha con mình đi thôi ha. Dạ. Bye bye. Cha mày. Ủa? Ủa? Bé Hiệp. Cái gì cô Hiệp? Chào con. Dạ, dạo này Hiệp đẹp trai quá ta. Nè, hôm nay tiệm nghỉ bà đi đâu vậy? Ông luôn năn nỉ đi chơi công viên, cho nên tôi đang trên đường tới đó đó. Những lúc như vậy á, thấy ổng y chang như là con nít vậy đó. Công viên á hả? Ừ. Ê hên vậy, tôi định dắt thằng Hiệp đi công viên chơi nè. Đi chung đi. Anh luôn. Tự lâu không? Tại trên đường đi, em gặp Bảo với bé Hiệp. Chào chú đi con. Nè, cha con tôi có làm phiền hai người không đây? Phiền gì mà phiền. Nếu biết là làm phiền thì đi đi. Đâu có gì phiền đâu, càng đông càng vui ha. Trời ơi, thằng Bảy Hiệp hôm nay lớn quá ta. Mẹ ơi, con cũng thấy bồng bồng. À, đúng rồi, nếu chú biết thế nào con cũng tới, chú mua tặng con nè. Cảm ơn chú. Phải nói, sáng giờ làm không kịp thở luôn á. Mọi người đi đâu về vậy? Tụi em mới dắt thằng Hiệp đi chơi công viên về. Cho tụi em phở ăn đi, đói quá. Ngồi đi. Sao? Hả? Thằng Hiệp của bác đi chơi công viên với ba với lại cô vui không? Vui. Giỏi quá. À, vậy bây giờ để bác làm phở cho cả nhà mình ăn tô đặc biệt nha. Yeah. Rồi, bác ngồi đây. Anh sao vậy? Anh mệt hả? Em thấy mà anh không được vui. Đương nhiên là không vui rồi. Đang tính chỉ có hai đứa mình hẹn hò với nhau, thật là lãng mạn. Tự nhiên như vậy rồi sao trời. Có sao đâu. Chắc là tại đói quá, đói quá. Anh Hoàng ơi, làm phở này lẹ lên, lẹ lên. Đói quá, đói quá. Hà có hẹn, Hà về trước nha. Ủa, sao tự nhiên có hẹn vậy? Không phải là tự nhiên, mà là có hẹn trước rồi, tại Hà không nói thôi. Về nha.
Thôi Vi cũng đi về đây. Mình ăn cơm rồi về nha Vi. Hà có hẹn, Hà về trước nha. Ủa sao tự nhiên có hẹn vậy? Không phải là tự nhiên, mà là có hẹn trước rồi, tại Hà không nói thôi. Về nha. Thôi Vi cũng đi về đây. Mình ăn cơm rồi về nha Vi. Thôi được rồi. Sao Vi không chịu nghe lời tôi hoài vậy? Vi tự lo được, anh Thiện đừng có bận tâm. Người ta có thiện chí thì cũng phải biết nhận một chút chứ. Không ai mà không biết quý sức khỏe của mình đâu. Bởi vì sức khỏe là tài sản, mà không ai có thể tùy tiện với sức khỏe của mình như vậy. Sức khỏe của Vi, Vi tự biết phải lo như thế nào. Từ bây giờ trở đi anh Thiện đừng bận tâm như vậy nữa. Lo mà ăn thịt đi. Chắc anh cũng mệt rồi, anh đi về nghỉ đi, rồi mai mình gặp. Vi nói là anh mệt rồi, anh đi về nghỉ đi mà. Tôi không bị điếc. Mình đi đâu nói chuyện đi. Vi thật sự không hiểu vì sao tôi lại như vậy hả? Nếu anh làm như vậy vì có lòng với Vi á, thì... Thì sao? Thì thôi đi. Vi không quan tâm đến đàn ông. Ờ không, nếu có quan tâm đi nữa thì không hề có chuyện yêu đương gì hết. Trong lòng Vi, cái gọi là tình yêu nó chết hết rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi chẳng quan tâm gì mấy tới cô Vi hết. Chẳng qua đó là sự quan tâm giữa cấp trên đối với nhân viên cấp dưới trong công ty mà thôi. Chẳng qua tôi thấy Vi quá ngại chuyện này, cho nên tôi thấy thú vị và tiếp tục giả bộ vậy thôi. Vậy thì tốt rồi. Với lại sau này Vi chỉ mong giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, không có chuyện tình cảm xen vô. Tôi cảm thấy Vi đã nói xong, vậy tôi đi trước đây. Vi không quan tâm đến đàn ông. Ờ không, nếu có quan tâm đi nữa thì không hề có chuyện yêu đương gì hết. Trong lòng Vi, cái gọi là tình yêu nó chết hết rồi. Tình yêu mà mình không tin vào mấy thứ đó. Nếu yêu thì chỉ có người phụ nữ là trở nên bất hạnh, giống như mẹ vậy. Chú về trước đi, lát đó tôi sẽ tự về.
Tôi đã điện thoại cho chị rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được. Xin lỗi chị, nhưng hoàn cảnh tôi không cho phép. Có chuyện gì vậy chị? Rốt cục là có chuyện gì mà chị phải bỏ cả công việc từ thiện vốn chị làm rất là say mê mà? Chỉ là việc gia đình thôi. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không xin ý kiến của chị trước. Có gì đâu mà phải xin lỗi tôi chứ. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì được cho chị không? Chị không cần phải bận tâm tới mức như vậy đâu. Bây giờ thì mọi việc tôi giải quyết cũng gần xong hết cả rồi. Ôi vậy thì hay quá. Bất cứ lúc nào chị cũng có thể trở lại hội tình thương. Chị biết là tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho chị mà. Hôm nay tôi vui quá. Tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người tâm đầu ý hợp như là chị đó. Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ gặp được chị nữa. Chị nói vậy là sao? Chị và tôi là những người không thể gần gũi nhau được. Tôi sẽ nhớ tới chị là một người tốt. Bởi vậy chị đừng tìm đến tôi nữa. Như vậy sẽ tốt hơn cho ông chủ tịch đó. Chị nói tốt hơn cho chồng tôi nghĩa là sao chứ? À không, tôi không có ý gì đâu. Chị đừng để ý làm gì. Nét mặt chị Nguyên hôm nay nhìn mình thấy khác hẳn với những lúc khác. Rõ ràng là chị muốn tránh mình. Hay là mình đã làm gì cho chị giận? Con chắc chắn là anh Thiện có tình cảm với nhỏ Vi. Vậy mà nó không có chịu mở lòng ra với ảnh. Con thấy á, người như nhỏ Vi á thì người đàn ông với anh Thiện á là tuyệt vời nhất rồi đó. Vậy mà không hiểu sao nó không ưng anh Thiện ở chỗ nào nữa. Không phải là Vi không ưng Thiện, mà là Vi không đủ tự tin thôi. Chú nói vậy là sao? Vi cho là Vi không còn yêu ai được nữa, cho nên Vi không đủ tự tin để mà yêu đó thôi. Tôi tới nhà máy đây. Anh có về trễ không? Tôi cũng không biết, chắc tới đó mới biết được. Từ giờ tới chiều cô nộp bản kế hoạch sản phẩm mới cho tôi. Chào chú. Có chuyện gì mà chú hẹn gặp cháu vậy? Cháu thiệt không thể nào hiểu được con người của Vi. Nói thật, chắc có lẽ cô ấy không phải là người mà cháu có thể cán đáng được đâu. Thiện ơi, Thiện hãy giữ lấy Vi đi. Vi bây giờ đang rất cần một người giữ Vi lại. Phải làm cho Vi hiểu tình yêu là gì. Nếu không, lòng hận thù trong lòng của Vi cứ mãi mãi không bao giờ xóa được đâu. Cháu cũng muốn vậy, nhưng mà Vi cứ từ chối cháu. Thì phải cố gắng. Tình yêu là sự cố gắng mà. Thiện phải cố gắng hơn mới được. Thiện phải làm sao xóa bỏ cho được sự phẫn nộ trong lòng của Vi. Dạ, khó quá. Nhưng sao trong lòng Vi đầy những sự phẫn nộ đến như vậy? Chú nghĩ cần phải tìm hiểu lý do là chi. Cái điều quan trọng là ở Thiện. Thiện phải làm sao giúp cho Vi xóa bỏ được tất cả sự phẫn nộ trong lòng Vi thì mới được. Và đem đến cho Vi sự ấm áp từ cháu. Cháu cảm nhận được tấm lòng hết sức yêu quý Vi của chú.
chú xem Vi như em gái thôi. Bởi vậy đừng có hiểu lầm. Dạ có hiểu lầm gì đâu chú. Nhưng dù sao cháu cũng cảm ơn chú. Nhờ chú mà cháu có thể tiếp thêm dũng khí. Cháu sẽ cố làm như lời chú nói. Được vậy chú cảm ơn. Còn về phần chú, chú cũng có niềm vui riêng của chú mà. Em gọi điện thoại không gặp mà sao lại đến gặp cô ta được? Thì em tìm được địa chỉ ở trong báo cáo của hội cho nên là mới tới gặp chị mà. Làm việc cho hội mà em phải nhọc công tới vậy sao anh à? Em cứ cảm thấy rằng mình cần phải biết là chị đang gặp chuyện gì á. Rồi sao? Gặp rồi cô ấy nói cái gì với em? Chỉ nói là gia đình có chuyện cho nên mới xin nghỉ. Nhưng mà em thấy chị khác trước nhiều lắm. Chị có vẻ tránh né và lạnh lùng với em thì phải. Chắc đó chỉ là cảm giác của em thôi. Không đâu, em thấy chị có những câu nói lạ lắm. Lạ lắm là sao? Thì chị nói là em với chị là những người không thể nào mà gặp nhau được, mà làm như vậy thì lại tốt hơn cả cho anh nữa. Anh nghĩ thử xem, chị nói câu đó là có ý gì? Làm sao mà anh biết được người ta có ý gì? Đúng rồi đó. Sau đó thì chị cũng nói là không có chuyện gì hết. Nhưng mà sao em vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi câu nói đó của chị á? Thôi em, nếu chị đã nói là không có gì đặc biệt thì chắc là không có gì đâu. Đừng bận tâm làm cái gì ha. Alo. Tôi cảnh cáo cô rồi. Tôi đã nói là cô không được nói chuyện bừa bãi với vợ tôi nữa mà. Tôi không có lý do gì phải nghe những lời này của anh cả. Lần nữa tôi cảnh cáo cô rồi. Nếu tôi còn nghe tin cô làm những trò trước tai gai mắt hoặc là nói chuyện với vợ tôi, sẽ có chuyện làm cho cô hối hận đó. Anh điện thoại cho ai mà đáng sợ quá vậy ta? Chị Nguyên mà. Một lần nữa tôi cảnh cáo cô đó. Nếu tôi còn nghe tin cô làm những trò trước tai gai mắt hoặc là nói chuyện với vợ tôi, thì sẽ có chuyện làm cho cô hối hận đó. Ủa, tại sao anh lại gọi cho chị Nguyên mà nói những chuyện này vậy ta? Rốt cuộc giữa hai người
người là có chuyện gì? Từ chuyện Kỳ Nguyên đột ngột từ chức phụ trách ở hội tình thương, tới chuyện tránh né mình, tất cả đều không bình thường. Rõ ràng là có liên quan tới anh ấy. Rõ ràng là giữa hai người đã có một bí mật mà mình không được biết. Chị Thư, tôi có chuyện muốn hỏi lại chị nên mới tìm tới đây. Hỏi lại là sao? Chị đừng cố giấu tôi nữa, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Chị nói chị đã biết chuyện gì? Chuyện xảy ra với chồng tôi và chị đó. Chị Thư, mình đi đâu đi? Mình đi tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện từ từ cũng được. Không sao đâu, tôi tới đây không phải là vì giận chị, mà là tôi tới đây muốn trực tiếp, muốn nghe sự thật từ chị. Chị đã biết chuyện gì rồi? Tất cả. Đêm qua, sau khi chồng tôi điện thoại cho chị xong, anh ấy đã kể cho tôi nghe hết rồi. Sự thật là như vậy. Thật tình tôi cũng không muốn cho chị biết được chuyện này, tôi nói thật lòng đó. Biết đâu đó, dù cho có trở nên bất hạnh đi chăng nữa, nhưng là biết sự thật thì vẫn tốt hơn là hạnh phúc mà không biết gì chứ. Bé Vi á, nó cũng không muốn cho chị biết chuyện này. Bé Vi sao? Bé Vi nó nói với tôi á, nhìn một mặt nào đó thì chính chị cũng là nạn nhân. Nó còn nói với tôi nó tôn trọng chị, nên nó không muốn làm cho chị đau lòng. Không, tôi muốn biết, hãy cho tôi biết sự thật đi. Chồng tôi với bé Vi, lúc đầu khi bé Vi mới biết được ông chủ tịch là ba ruột của nó, nó cũng bàng hoàng nhiều lắm. Chị mới nói gì vậy? Bé Vi sao? Chứ không phải chị đã biết chuyện á nên chị mới tới đây sao? Có nghĩa là chồng của tôi là ba ruột của Vi sao? Đúng không? Chị Thư, chị buông tôi ra. Tôi không sao. Chị kể cho tôi nghe đi, kể từ đầu, từ quan hệ mẹ ruột của Vi, tức là bạn của chị đó. Hãy kể hết cho tôi nghe, đừng giấu giếm tôi bất cứ điều gì. Thì ra là như vậy. Rốt cuộc để có được tôi, à không, để có được tất cả những điều kiện mà tôi có, anh ấy đã làm cho Vi và mẹ ruột của nó phải trở nên bất hạnh. Tất cả những gì mà tôi đã nghi ngờ chồng chất bấy lâu nay, bây giờ thì đã rõ rồi. Chị Thư, dù sao thì mọi chuyện nó cũng đã qua lâu rồi. Còn bé Phi nó còn sờ bên cạnh chúng ta thì làm sao nó là qua lâu rồi chứ? Tôi xin lỗi, thật sự tôi không muốn làm chị tổn thương đâu. Ngược lại, tôi phải cảm ơn chị mới đúng. Chị đã cho tôi biết tất cả sự thật mà. Tôi chóng mặt quá, tôi đi trước đây. Chị à, tôi có chuyện này muốn nhờ chị giúp. Tôi xin chị hãy giữ bí mật chuyện chúng ta gặp nhau, đừng nói cho ông nhà tôi và bé Phi biết. Cứ coi như là tôi không biết gì cả nha.
cũng nghĩ như anh. Chúng ta chuyển về đây sống là rất hay. Chứ sống ở thành phố chẳng biết gì tới cực nhọc. Cho nên tụi nó cứ ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Thấy vậy, lâu nay em cũng thấy vướng bận ở trong lòng. Ước gì các con của mình về đây sống với các bạn nông thôn, chắc là nó sẽ thay đổi ít nhiều, phải không anh? Bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa. Anh cảm ơn vì em đã hiểu và theo anh về đây. Anh quyết định mọi thứ là vì con, thì tại sao em không theo anh được chứ? Nếu chúng ta sống ở đây một thời gian, chắc chắn là mấy đứa nhỏ sẽ thay đổi cho mà xem. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Ờ anh ơi, mình đi như vậy thì có bất tiện cho công việc của anh không? Nếu anh có vất vả thêm một chút thì đã sao. Tới bây giờ thì em mới biết được lý do mà anh nhất định chọn nơi đó. Chuyện giáo dục con cái chỉ là cái cớ. Chẳng qua anh muốn được gần con Vi, giọt máu của anh mà thôi. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tôi thân thiết. Vẫn lại đi cháu. Còn lại mình tôi sao lại thế này đứng giữa trời, cháu hay là tôi đã về bây giờ làm sao đây? Như vậy không được rồi, phải đưa nó vào bệnh viện. Chứ không sao đâu mà. Chứ không sao đâu, chú thả cháu xuống đi. Cháu không sao thiệt chứ? Dạ. Cháu bé à, có thể cháu thấy trong mình không sao, nhưng tốt nhất chúng ta đã đến bệnh viện để kiểm tra cho kỹ, nghe cháu. Cháu không phải là bé đâu, cháu tên là Vi. Cháu cũng không đến bệnh viện đâu. Vẫn làm tôi không với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa. Người ơi, về nơi đâu những mơ ông làm cái gì vậy? Ông ngừng làm cái gì vậy? Với những niềm vui còn lại mình tôi đang đứng giữa trời. Hồi đi đâu giờ lại bây giờ? Tôi đã về đâu? Về nơi đó. Còn tới gặp bé Vi phải không? Về nơi đó. Ba, chuyện con với Vi thật sự tình cảm của tụi con rất trong sáng. Ba hãy tin và ủng hộ cho tụi con nha ba. Dòng thời gian trôi qua, cô xóa hết bao niềm đau. Đừng có mà nghĩ đến chuyện gặp con bé nữa được. Mà cấm, con không được tìm cách gặp nó nữa. Thì ra ba cũng chẳng hơn gì những người khác. Chỉ cách đây không lâu, ba làm bộ ra vẻ tán thành, nói là hiểu chuyện con có bạn gái. Vậy mà bây giờ nghe con nói con quen với Vi, cô bạn gái nhà nghèo đi làm thuê ở tiệm thợ, thì ba lại... Con im đi, con không được hổn với ba như vậy. Con muốn cho ba là gì cũng được, nhưng con với con bé đó thì không thể. Con không được phép tìm cách gặp nó được. Không đâu, con không bao giờ chia tay với Vi đâu. Thôi đi anh. Thôi tránh ra. Anh à, chuyện có gì đâu mà phải nổi nóng quá như vậy. Còn nó tới tuổi này, chỉ là nó chỉ hiếu kỳ một chút thôi mà. Hôm nay là ngày cuối tuần, vậy mà anh cũng phải đi làm, công việc nhiều lắm ha. Anh mới triển khai dự án mới cho nên bận lắm. Nhưng mà buổi tối cho anh rảnh chứ. Có chuyện gì không em? Anh đó, anh nói là tụi nhỏ đi Pháp, anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh chỉ toàn nói xạo. Anh xin lỗi, nhưng hôm nay em có hẹn trước rồi. Mà em có việc gì vậy? Em mua vé xem ca nhạc rồi. Buổi hẹn quan trọng không anh? Thực ra hôm nay là sinh nhật của một học sinh do anh tài trợ. Anh có hẹn đi ăn tối. Có vậy thôi hả? Vậy thì đưa cháu nó về nhà mình luôn đi. Em chuẩn bị bữa tối cho. Làm gì mất công em.
Anh đi ăn tối rồi về sớm mà. Có gì đâu mất công. Anh làm gì nữa thì em phải phụ giang một chút chứ. Anh cứ đưa cháu nó về đây. Thật ra em học sinh đó là Vi. Là Vi. Vi thì càng tốt. Vi cũng là người quen của em mà. Tối nay anh cứ đưa Vi về đây nha. Xin phép cô chú cho phải về. Chờ đã. Để chú kêu bác Tài đưa cháu về viện. Dạ thưa thọ, hôm nay tiệm sửa ống nước nên cháu đi nơi khác nữa. Về nhà. Dạ không. Cháu đi bệnh viện ngủ nhờ. Tại vì có người quen đang nằm ở bệnh viện. Ở trong bệnh viện bất tiện lắm. Dạ không sao. Ngược lại á, cháu thấy ở bệnh viện mát mẻ thì thoải mái. Xin phép cô chú. Hay là cháu ngủ ở đây luôn đi. Nhà này còn nhiều phòng trống mà. À đúng rồi. Ở đây ngủ cho thoải mái. Chứ còn bệnh viện thì đông đúc lắm. Vậy nha. Dạ thôi. Cháu không thể nào làm phiền cô chú như vậy được. Cháu xin phép. Phiền gì mà phiền. Cháu chỉ ngủ ở trong một cái phòng trống thôi mà. Đúng vậy không mình? Lẽ ra lúc đó mình phải nhìn thấy anh ấy nhìn con Vi không bình thường chứ. Chuyện chuyển nhà về làng quê đó, rồi chuyện phản đối con Vi với thằng Khanh một cách dữ dội quá mức cần thiết, rồi chọn con bé Vi để trao học bổng và cho vô làm ở trong công ty. Tất cả đều có lý do hết. Nghĩ lại thấy mình đúng là con ngốc. Những gì anh làm cho con Vi, con gái của anh không phải chỉ một hai việc. Vậy mà mình không hề nhận ra. Mình đúng là khờ khạo thiệt. Người ta nói phụ nữ thường có linh cảm. Vậy tại sao mình lại không cảm nhận được những điều này vậy không biết? Có chuyện gì hả mình? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Anh thay đồ đi rồi ăn cơm. Không biết sao mà em lại nhức vai quá. Hay là để anh đấm bóp cho em nha. Dạ thôi. Em kêu người tới bấm quyệt là được rồi. Không biết chị người làm đã nêm canh xong chưa. Công việc ở hội tình thương của em thế nào rồi? Cô vất vả lắm không? Có vất vả gì đâu anh. Công việc đó rất là hợp với em. Nhưng mà chắc phải chọn phụ trách khác phải không? Tạm thời thì chị Mai ở công ty Hoàng Phát giúp rồi. Nếu có cần gì tài trợ thì nói anh. Cái đó anh lo được. Dạ không sao đâu. Tiền tài trợ lần trước cũng còn nhiều lắm. Chị ơi, cho tôi xin ly nước. Em không ăn nữa sao? Bụng của em hôm nay nó không được tốt. Em xin lỗi. Em phải điện thoại cho chị Mai mà nãy giờ quên mất. Quên nữa rồi.
Mới sáng sớm mà đi đâu hết rồi. Đây. Sao mình lại ngủ ở đây? Dạ. Mình lo cho thằng Khanh phải không? Mình không cần phải lo lắng nhiều. Cứ coi như nó đang đi học hỏi ở ngoài đời. Cho nên tôi cố tình để nó như vậy. Tới một lúc nào đó tôi sẽ tìm cách để đưa nó về. Mình tin tôi mà phải không? Để em đi pha nước cho. Mình tin tôi mà phải không? Tin tôi mà phải không? Anh hỏi em tin anh đúng không? Lỗi ba, hình như lần này con đã quá nóng vội khi đưa ra nhãn hiệu thời trang hàng ngày. Nếu như con thấy học được nhiều qua việc lần này thì như vậy là đủ rồi. Còn chuyện mẹ con thấy dạo này mẹ con thế nào? Từ ngày đi Pháp về, con thấy mẹ có vẻ quên chuyện anh Khanh đi. Nhưng mà sao vậy ba? Sáng nay ba thấy mẹ ngủ ở phòng anh Khanh. Hay là mẹ nằm mơ thấy anh Khanh? Ba biết con bận, nhưng chịu khó bỏ thời gian quan tâm đến mẹ một chút. Dạ. Giờ này con không biết anh Khanh đang làm gì ở đâu nữa. Con thấy ảnh chưa chín chắn, giờ đâu phải tuổi dậy thì nữa đâu. Con đừng quá lo. Chuyện anh Khanh, khi nào tới lúc ba sẽ tự biết cách xử lý. Vi nghe nhạc nha. Tôi sao cũng được. Tôi có bài hát này rất muốn cho Vi nghe.
lòng chờ thát lên bài ca buồn. Có những lúc thấy anh đến đô thị mà lòng cứ mơ với ngàn ánh sao. Sao ơi trên cao lấp lánh muôn màu để một sớm mai ôm vào giấc mơ. Từng ngày dài em vẫn đi tìm hình bóng một nụ cười giữa đời sớ chia. Cánh chim trời nào rồi sẽ vụt bay thật xa muôn trùng cho em một chút vô tư ngày nào qua. Biết mai này rồi đời sẽ còn nói bên em để đổi thay. Nôn nao ra đi dù nhọc nhằn không dừng bước. Hãy vượt qua mọi ưu phiền, tình yêu mới cùng em đến trời cao. Ngày mai đến sẽ mang theo bao nỗi thay, sẽ không còn những khó khăn nào vượt tâm người. Còn chúng ta Vì có sao không Vi? Vi. Trời ơi. Sao nóng như vậy? Vì cứ ngồi yên ở đó. Mình phải cho sản phẩm phong phú ra khách thiệt điện lớn các bạn. Nó là cái nghỉ ngơi đi mà. Anh Thiện, Vì không thể đón nhận tấm lòng của anh được đâu. Nhưng Vi mong giữa chúng ta vẫn là đối tác tốt của nhau. Nếu tôi không muốn thì sao? Vi mong anh đừng như vậy mà. Thật lòng Vi mong anh đừng như vậy. Bây giờ như vậy đi, Vi cứ làm những gì Vi muốn. Còn tôi cũng sẽ làm những gì tôi muốn. Như vậy là được rồi chứ gì. Oui. Je dois arriver à l'hôtel Palace, mais c'est regrettable, j'ai perdu mon portefeuille et je ne sais pas quoi faire maintenant. C'est regrettable, Bouchala. Pour ce moment, l'hôtel Palace, naturellement, dis-y. J'ai vous en main. Voici l'hôtel Palace. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que manager. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Quel est votre nom? Je m'appelle Nguyen Trọng Khánh. Je m'appelle Alain. Nous nous reverrons, c'est décidé, n'est-ce pas? J'aimerais bien que vous fassiez visiter la ville Ho Chi Minh. Si vous voulez visiter la ville, contactez-moi quand ça vous plaît. Xong rồi. Dạ, xin mời. Trời ơi, đúng là con thủy thiệt rồi. Tụi bay đến đây uống sinh tố hay là tới để coi có đúng tao bán hàng ở đây không vậy hả? Hội bạn cũ của trường mình á, cứ ầm ĩ xôn xao cả lên, nói là mày đã đi làm dâu của tập đoàn Sky rồi mà. Sao mày đi ra đây bán vậy? Bộ bị chồng đuổi hả? Nếu như hai bạn không muốn uống sinh tố thì đi chỗ khác giùm mình đi ha. Bộ mày bị nhà chồng mày đuổi thiệt hả? Bởi vậy người ta nói biết thân biết phận của mình
chơi ở những cái chỗ phù hợp thôi. Chắc mày đau lòng dữ lắm hả Thủy? Mày nói kỳ. Đương nhiên là phải đau lòng rồi. Ủa mà Thủy, bộ lúc ba má chồng mày đuổi ra khỏi nhà, không cho mày một thứ gì hay sao mà để mày bán sinh tố ở đây vậy? Thủy, con này làm kỳ vậy? Đúng là điên thiệt rồi. Tụi bây về nói với tụi nó là con Thủy này bị tập đoàn Sky ruồng bỏ, nên bây giờ nó trở thành chó điên. Đừng cứ nói nào trở lại đây, tao cắn đó. Đồ điên. Tụi bay thử tới một lần nữa coi. Tao lấy trái cây tao chọi bầm con mắt luôn á. Dạ, cháu chào cô. Cô có chuyện đi ngang qua đây, thấy ai giống cháu quá. Nhà của cháu gần đây hả? Dạ. Gặp cháu cô mừng quá. Cô cháu mình đi đâu uống nước đi. Sao từ trước tới giờ mình không biết? Nó giống ảnh tới mức như vậy mà. Nhà cháu nhỏ quá phải không cô? Sống một mình như vậy là quá tốt rồi chứ. Lúc còn nhỏ cô cũng rất muốn được sống như vậy đó. Hôm nay cô có việc gì mà cô đi đến gần đây vậy? Cô có hẹn. Hẹn với hội từ thiện mà. Phương khỏe không cô? Cháu biết chuyện của thằng Khanh với anh Thủy phải không? Dạ. Chắc là cô buồn lắm phải không? Lúc đầu thì cô cũng có buồn thật đó. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Thôi để cháu đi pha sinh tố cho cô uống cho nó mát nha. Thôi khỏi đi cháu, cô uống nước trà được rồi. Tự nhiên cô lại nhớ cái thời mà cháu còn nhỏ xíu á. Cô bé gái nhỏ xíu tới nhà cô làm việc thay cho mẹ. Vậy mà bây giờ cháu đã lớn hẳn rồi đó. Hồi lúc đó cô đối xử với cháu tốt quá trời luôn. Tại vì cháu giỏi quá mà. Việc gì cháu cũng có thể làm được. Vậy thì làm sao mà cô không thương cháu được chứ? Lúc đó thật sự mình không thể tưởng tượng được cháu mà lại là con của anh ấy hả? Cô phải đi về đây. Nhưng cô chưa uống trà mà. Cô có hẹn rất là quan trọng, cô quên mất. Cảm ơn cháu đã pha trà cho cô uống. Trà ngon lắm. Cô đi nha. Mình tới gặp con Vi làm gì vậy? Mình muốn kiểm tra cái gì đấy chứ? Bởi vậy em hất luôn ly sinh tố vô người hai nhỏ đó. Nghĩ lại ở còn thấy sướng. Dù sao anh thấy vậy cũng hơi quá đó em. Quá đáng gì? So với những gì mà hai đứa nó làm cho em là không có gì quá đáng hết á. Đúng rồi, người ta nói kẻ thù của phụ nữ chính là phụ nữ. Đúng ghê anh ha. Hay là em nghỉ bán đi. Chứ anh thấy em buôn bán cực khổ thế này, anh chịu không nổi. Bộ em khùng hay sao mà giờ này bắt em nghỉ bán? Em sẽ không nghỉ bán. Để em chứng tỏ là em phải thành công. Em sẽ thành công một cách rực rỡ trong lĩnh vực buôn bán này cho anh coi. Mỏi tay rồi phải không? Ngưng đi, em massage lại cho. Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc bằng sức lực của mình. Anh phải chịu trách nhiệm lời nói này đó nha. Anh không cần phải làm gì hết. Như vậy là em đã đủ thấy hạnh phúc rồi. Cộng sổ sách nhanh lên em, trễ quá là hết vé xem phim á. Em xong rồi. Ủa,
Mà sao không thấy ai tới vậy ta? Ai cơ? Nè, chào. Chào. Ủa, đi đâu đây? Bà Hiền sao rủ quá. Hai đứa này đi coi phim cho vui. Ờ, cậu luôn đi chung cho vui. Ừ. Càng đông càng vui mà. Đó, đó. Vui ghê. Đi. Công nhận phim lúc nãy hay quá anh ha. Em có nhớ nội dung phim là gì không nào? Có mà. Anh làm sao vậy? Mỗi lúc anh lại gần em thế này, em có thấy tim đập mạnh không? Sao anh lại hỏi vậy? Tự nhiên anh muốn biết vậy thôi. Em quá vô tư trước mặt anh. Không bao giờ em trang điểm làm đẹp để cho anh ngắm hết. Mỗi lần hai đứa rủ nhau đi chơi ấy, thể nào em cũng rủ thêm vài người nữa. Chuyện này anh tủi thân nói vậy thôi. Đừng bận tâm suy nghĩ làm gì. Ba chưa đi ngủ hả ba? Còn mới đi chơi với thằng Luân về đó hả? Làm cái gì mà đi nhau khuya dữ vậy? Làm đám cưới đi, dắt nhau về ở. Làm cái gì mà đám cưới lâu quá vậy? Làm đám cưới lẹ đi. Đâu phải là lần đầu đâu. Hiền nó về rồi hả? Nó mới đi chơi khuya với thằng Luân về đó. Tôi nói nó rồi, đám cưới đại đi rồi cho nó ra riêng đi. Ông nói năng kỳ cục, tự nhiên biểu lẹ là sao? Đám cưới cho bộ tròn nít hay sao mà nói như chuyện giỡn vậy? Chứ bây giờ bà nghĩ sao? Để tôi chứng kiến chuyện đi chơi khuya về hoài phải không? Mà trước sau gì nó cũng là người nhà của người khác rồi. Đại đi, cho nó đi lẹ đi. Dạo này ông sao á? Ông gặp chuyện rắc rối gì mà nói chuyện với ai ông cũng kiếm chuyện hết vậy? Kiếm gì nhiều mà kiếm chuyện? Bà ăn nói lung tung. Sao không có gì mà đúng ý tôi hết trơn rồi. Sáng á, con tưởng ai, ai nhờ là mẹ. Sao mẹ không ngủ ở dưới mà lên đây ngủ vậy? Có gì đâu con, mẹ xuống liền bây giờ nè. Mẹ làm như vậy á, ba buồn lắm đó. Con biết là mẹ nhớ anh Khanh nên là cứ lên đây hoài. Nhưng mà ba biết được ba cũng buồn vậy mẹ. Con trai gì mà vô tích sự dễ sợ.
Mẹ, bên cạnh mẹ bây giờ có ba nè, đàn ông vẫn chả biết bao nhiêu. Mẹ, nếu mà mẹ cảm thấy mẹ nhớ anh Khanh á, thì mẹ đừng có thèm lên đây nữa. Mẹ cứ ôm ba thật chặt nè, rồi ngủ nha. Mẹ nghe con nói không? Cô chưa uống trà mà. Cô có hẹn rất là quan trọng, cô quên mất. Cảm ơn cháu đã pha trà cho cô uống. Trà ngon lắm. Cô đi nha. Nhìn cô Thư thấy bất an lắm. Hay là mình nhìn lầm? Anh. Dạ. Đi đường cái này đẹp. Em mua hả? Anh nghĩ chắc hợp với anh. Em cảm ơn anh Hoàng nhiều nha. Không biết anh thích không? Em thích lắm. Chị chờ em nãy giờ đó, đói quá trời luôn. Chị à, nghe nói dạo này tiệm chị đắt khách lắm phải không? Ồ, đắt khách lắm, cho nên chị rất là bận rộn. Trời ơi, kịp mới nha, hèn chi nãy giờ vuốt tóc hoài à. Em được tặng á. Ông Hoàng tặng đúng không? Trời ơi, cái ông này đúng là không có con mắt lựa đồ gì hết à. Chị nói sao? Không có mắt lựa đồ làm sao? Cái này đẹp chứ bộ. Trời ơi anh ơi, riết là em bị nhiễm ông dữ vậy. Em coi kìa, màu sắc kiểu dáng quê một cục à. Ăn xong chị để tôi ngay cửa nha. Bởi vì có vấn đề thiệt. Người ta nói đúng không bao giờ nghe hết trơn, không bao giờ biết cảm ơn hết trơn. Đúng là cái chị này không bao giờ bỏ cái tính làm cho người khác tức lộn ruột mà. Cái này mà nói là quê hả? Con mắt như vậy mà cũng đòi làm nhà thiết kế thời trang. Chị uống sinh tố không? Thôi sinh tố thì không. Hiền, em coi giùm chị coi cái kẹp này em thấy làm sao? Sao là sao hả chị? Thì em thấy nó, nó có quê không? Ừ, một chút. Quê gì mà quê? Em nhìn chỗ nào mà em thấy nó quê? Làm sao mà kiếm được một cái kẹp tóc mà hợp thời trang hơn vậy chứ? Đúng rồi, mấy người này không có mắt thẩm mỹ gì hết trơn. Sao kỳ vậy ta? Mình thấy cũng đẹp mà. Dạ, mời các em vô. Dạ thưa cô, mời cô ra dùng cơm.
tôi chưa muốn ăn đâu. Lát nữa tôi sẽ ăn sau. Dạ. Anh ấy với chị Nguyên là bạn học cùng đại học. Vậy có nghĩa là... Chào chị Xôi. Cho tôi gặp riêng chị một chút, có được không? Ủa, có chuyện gì với hai vợ chồng Thủy hả chị? Không phải. Tôi có chuyện muốn hỏi chị một chút thôi. Chị nói vậy là chuyện của Vi đó. Làm sao chị lại nhận nuôi cháu Vi hả chị? Sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện đó? Tôi hỏi vậy thôi. Có một đứa bé mà tôi được biết và giúp đỡ thông qua hội từ thiện. Cháu bé đó rất là giống cháu Vi hồi còn nhỏ, nên tự nhiên tôi muốn biết về Vi một chút vậy mà. Làm sao chị lại nhận nuôi cháu Vi hả chị? Chắc là do duyên trời đưa đẩy thôi chị à. Duyên trời. Trời ơi, cái bà kia đi hay sao vậy? Đi lên. Trong bụng cô ra đời khỏe mạnh là được. Chị à, lỡ như sau này em sanh con em ra, nó giận em vì chuyện nó không có cha thì sao hả chị? Quýnh cho nó một trận. Trời ơi, đẻ ra cực khổ muốn chết luôn à. Chừng nào con cô mà vậy nói cho tôi biết, tôi quýnh cho một trận. Chị giống chị em quá. Thì nhận làm chị luôn đi. Mà nè, cha đứa nhỏ chết rồi à? Mới có vợ khác, giàu có. Em không có gì để so sánh với người ta cả. Đúng là cái đồ kỳ cục. Ủa, cô không có mắt nhìn đàn ông hay sao vậy? Có lẽ em sẽ về lại nơi ở cũ, sắp xếp mọi chuyện rồi lại tính tiếp chị ạ. Thì cứ đi.
nhưng mà không có chỗ thì quay trở về đây. Xứ này hồi xưa giờ nổi tiếng là tử tế. Em ở em biết rồi đó. Không khí trong lành, hợp với người như em. Em cảm ơn. Chị ơi, em gọi bằng chị thấy vui lắm. Nếu lỡ như sau này em có chuyện gì. Nói cái gì? Có chuyện gì làm sao? Dạ không có, em chỉ lo xa vậy thôi mà. Thôi thôi, ráng chợp mắt, còn phải lo cho con nữa chứ. Cô gái ấy không nói, nhưng tôi nghĩ cô chắc chắn là mẹ ruột của con Vi. Lần đầu tiên ôm con Vi vô lòng, tôi đã thấy là đôi mắt của nó rất giống đôi mắt của cô gái ấy. Mẹ ruột của Vi thì ra đã sinh ra Vi khổ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì người ta cũng đâu có vui sướng gì. Đã có thai rồi mà còn bị người đàn ông đó bỏ rơi, để rốt cuộc phải ra đi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì người ta cũng đâu có vui sướng gì. Đã có thai rồi mà còn bị người đàn ông nó bỏ rơi, để rốt cuộc phải ra đi như vậy. Cái gì? Vợ tôi không có ở nhà, chị không biết vợ tôi đi đâu sao? Thôi được rồi, hay lại đang đi làm từ thiện. Mày đang suy nghĩ gì vậy? Con tới rồi hả? Con tới hồi nào vậy? Con mới tới. Có chuyện gì vậy mẹ? Nhìn sắc mặt mẹ không được tốt cho lắm. Có chuyện gì đâu con. Chẳng qua mẹ thấy nhớ con trai của mẹ, mẹ muốn tới thăm con vậy mà. Con ăn trưa chưa? Dạ rồi. Mẹ vẫn chưa ăn gì hết. Mẹ đói quá. Con đi ăn nữa với mẹ nha. Dạ. Mẹ sẽ mời con món mà con thích nhất. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Chắc là mẹ đang đói bụng lắm hả? Chắc là mẹ sắp mập lên quá. Dạo này mẹ ăn ngon miệng quá trời. Mẹ mập lên một tí cũng không sao đâu. Mẹ ăn thêm đi mẹ. Con cũng ăn đi. Dạ. Khanh nè, con sống thế nào? Có vất vả lắm không con? Dạ con sống cũng bình thường. Con với Thủy còn trẻ mà mẹ. Hay là mẹ dọn ra khỏi nhà, tới ở chung với con và Thủy nha. Có chuyện gì vậy mẹ? Hay là ba với mẹ gây lộn với nhau? Có gì đâu mà con ngạc nhiên như vậy. Mẹ nói đùa đó mà.
Cái đó chỉ là giả dụ, là thí dụ thôi. Khanh nè, nếu như mà con có anh chị em khác ngoài con Phương ra thì tâm trạng của con sẽ thế nào? Con đừng có suy diễn gì hết. Mẹ nói là nếu như có chuyện đó thì con sẽ thế nào thôi mà. Hôm nay con thấy mẹ lạ lắm. Có chuyện gì phải không mẹ? Hay là mẹ đã nghe ai nói gì với mẹ rồi? Chuyện gì? Chuyện gì Lâm sao? Không, tại vì con thấy mẹ khác với ngày thường quá, cho nên con hỏi vậy mà, chứ không có ý gì hết. Tự nhiên hôm nay mẹ nói chuyện đâu đâu á. Thôi, con đừng có nghĩ chuyện đó nha, coi như là con chưa nghe gì hết đi. Nếu chủ tịch Cường vẫn cứ tiếp tục làm việc theo cách này thì sẽ mất hết sự tín nhiệm của hội đồng quản trị đã xây dựng từ bấy lâu nay. Thiệt, không hiểu được lý do gì khiến ông Cường lại huy động vốn tới mức như vậy. Ở nhà ông Cường có nói gì với cô không? Dạo này các thành viên trong hội đồng quản trị nhìn ông Cường với ánh mắt không được thiện cảm lắm đâu. Em ở ngay bên cạnh, thử nói với ông vài lời xem sao. Nghĩ hoài cũng không hiểu được, nếu ông Cường thiết tha với mảng thực phẩm tới mức vậy thì phải xử lý cái cô ăn cắp bí mật công ty theo luật đó trước chứ. Như vậy là ta đã tiến hành công việc mà không hề có đối thủ cạnh tranh, mà cũng không cần huy động vốn tới mức này nữa. Việc liên kết mở các điểm bán phở của chúng ta tại các trạm nghỉ ở quốc lộ chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Chỉ cần việc liên kết này được thực hiện tốt thì doanh thu sẽ tăng lên đáng kể. Vậy tốt rồi. Họp xong rồi phải không Vi? Dạ. Mình đi uống bia đi. Vi còn nhiều việc cần phải coi lại. Tôi sẽ chờ Vi ở quán bia đối diện bên kia đường. Khi nào xong việc Vi qua nha. Anh đừng chờ, việc của Vi có lẽ phải đến đêm mới xong. Tôi chờ đó. Đây để anh lau cho. Thôi được rồi, em lau xong rồi mà. Đây. Em thấy tiếc quá nên không lấy ra kẹp. Tiếc cái gì không biết nữa. Em muốn bao nhiêu cứ nói em mua được hết á. Thôi đủ rồi mà.
Anh à, ý em muốn nói là em không muốn anh tốn tiền nhiều về em như vậy nữa. Nói vậy thì anh cảm ơn, nhưng mà anh muốn mua rất nhiều thứ cho em nữa chứ bộ à. Nếu như mà muốn vậy thì lần sau đi á, hai đứa mình cùng đi nha, đi chung nha. Anh nhớ đó nha. Anh nhớ rồi. Dạ, dạ, xin lỗi anh, đã đến giờ quán em phải đóng cửa rồi ạ. Để xem tôi thắng hay Vi thắng. Xin lỗi anh Thiện, vì không thể đón nhận trái tim của anh được. Bà nói với chị Xu tới hỏi về mẹ ruột của Vi hả? Ai biểu bà tự nhiên đem cái chuyện của Vi ra kể cho mày Xu nghe làm cái gì? Ừ thì tại tôi thấy chỉ đau lòng về chuyện Khanh quá, cho nên tôi an ủi. Rồi tôi nói ngồi sau cái đẩy tới chuyện đó luôn à. Thì chị Xu có ý gì khác không? Ý khác là sao? À không không không, không có gì, không có gì. Chắc chị Xu không phải biết chuyện mà tới đây hỏi đâu ha. Hay là mẹ dọn ra khỏi nhà, tới ở chung với con và Thủy nha. Khanh nè, nếu như mà con có anh chị em khác ngoài con Phương ra thì tâm trạng của con sẽ thế nào? Mẹ khác nhiều so với ngày thường quá. Có khi nào mẹ biết quan hệ của bà và Vi không ta? Không, không đâu, không thể có chuyện đó được đâu. Sao anh hút thuốc nhiều quá vậy? Vô ngủ đi anh. Ừ. Dạo này mình bận lắm phải không? Anh thấy mình đi ra ngoài nhiều hơn trước đó. Em có nhiều chuyện phải làm lắm. Chuyện gì vậy? Em phải báo cáo cho anh từng chút một sao? Hội tình thương của tụi em lúc này nhiều việc lắm, lại còn phải chọn người phụ trách mới nữa. Rồi số trường nuôi dạy trẻ mồ côi và viện dưỡng lão cũng tăng lên, cho nên dạo này sắc mặt của em không được khỏe. Làm từ thiện cũng tốt, nhưng em phải giữ gìn sức khỏe đó. Dạ. Alo. Bonjour là. Je crains tant pour ça. Ce n'est rien, je tiens à vous faire plaisir. Vous m'avez dit que vous avez appris la cuisine française. Oui. Et pourquoi vous avez vous intéressé à la cuisine française? Je vais étudier à l'université en France pendant ce temps-là. Mon frère était la cuisine française pour te coller. Dans notre restaurant français, nous recherchons un poste de chef cuisinier. Est-ce que ça vous intéresse? Vraiment? C'est sûr que je sais. Par contre, c'est un job à mi-temps et ce n'est pas beaucoup payé. Pas de problème. C'est un plaisir pour moi et personne mon apprentissage. Tôi mong rằng ông chủ tịch không có đầu tư quá mức thêm vào mảng thực phẩm nữa. Chị cũng biết đó. Trong kinh doanh,
Đôi khi mình phải dùng những biện pháp đối phó, dù có phải quá sức mình. Nhưng bây giờ là lúc ta phải đầu tư giống cho xây dựng nhiều hơn bên thực phẩm. Xin anh chị chờ cho một thời gian nữa thôi. Khi chúng ta sắp nhập công ty thực phẩm Sky với Hương Việt, thì lúc đó không cần đầu tư nhiều cũng được. Ông chủ tịch có ý định sáp nhập với Hương Việt sao? Tôi có ý định đó. Sau khi sáp nhập với Hương Việt, chúng ta có thể sản xuất ra sản phẩm phở mà hương vị của nó có thể vươn ra khắp thế giới. Khi đó, công ty của chúng ta sẽ được xếp chung với những doanh nghiệp toàn cầu. Công ty Hương Việt, tức là công ty của cô nữ nhân viên đã lấy cắp bí mật của bộ phận thực phẩm để thành lập công ty, phải không? Đúng rồi. Càng ngày càng không thể hiểu nổi. Việc này đã quá dễ dàng để chúng ta xử lý bằng pháp luật ngay từ lúc đầu. Khi chúng ta biết được cô ta lấy cắp bí mật, tại sao lại xử lý một cách khổ sở vậy không biết? Tôi cũng thấy lạ. Đây là cách xử lý công việc không giống ông Cường một chút nào cả. Dù sao thì cũng còn có thư, chúng ta cứ chờ xem sao. Chuyện gấp là chuyện gì hả anh? Mình cứ ngồi xuống cái đã. Mình không nhớ hôm nay là ngày gì thật sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta mà. Mình vẫn luôn ghi nhớ những ngày kỷ niệm. Sao lần này lại quên vậy? Vậy mới nói hình như là em già mất rồi. Không đâu, mình làm sao mà già được, mình vẫn đẹp lắm. Cô cho đem mấy món tôi đặt hồi nãy nha. Mấy món ăn hôm nay được không? Dạ ngon lắm. Cảm ơn anh. Tôi đặt hàng một nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng, đặc biệt riêng cho mình đó. Không biết mình có vừa lòng không? Dạ đẹp lắm. Cảm ơn anh. Thôi được, nghe nói con đã biết hết rồi thì ba nó thẳng vào chuyện luôn. Con không cần đối xử đến mức này với ba con vì chuyện con Vi đâu. Đứa con lớn lên trong sự đau khổ.